Chào các bạn, mấy hôm nay trời nó rất là oi bức các bạn, nó nóng nóng. Thì vừa qua có một cái cơn mưa nó vừa đổ xuống thì bây giờ thì cái trời nó rất là im dịu, nó rất là mát. Nhưng mà những ngày qua trời nó nắng nóng quá đó các bạn, người mình nó mệt mỏi, nó khó chịu lắm các bạn. Sau cơn mưa thì làm như cái mình nó cái thời tiết nó thay đổi đột ngột á, người mình nó muốn cảm các bạn, muốn cảm, ăn uống rồi cũng khó khăn mệt mỏi, phần cái tuổi nó cũng lớn các bạn. Nhưng mà trái gió trở chiều thì nó có những cái sức khỏe mình cũng không có được tốt lắm. Thì hôm nay mình chiều nay các bạn, mình ăn uống khó khăn quá thì mình mới làm cái món là cơm luộc. Cơm luộc thì thật ra nó như là cái món cháo rồi các bạn, nhưng mà thay vì mình cái bữa cơm trưa mình còn dư đó, mình sẽ dùng một chén cơm như thế này các bạn, nửa chén thôi, dùng nửa chén cơm thôi nha các bạn, ít thôi. Mình sẽ cho vào cái son mình luộc. Cái món cơm luộc này thì mình dùng một quả trứng gà các bạn, trứng gà và tiêu, tiêu với là ít mình thì không có ăn bột nêm, bột nêm cái mùi cái mình không thích ăn, mình dùng một tí xíu bột ngọt và với lại là nước mắm thì nó sẽ có một cái tô cơm luộc, thì cái dạng nó giống như là cái cháo thương hàng các bạn, cái cháo giải cảm ta gọi là ăn cháo thương hàng. Thì khi mà người mình muốn cảm mình ăn cái tô cháo đó vô thì cảm thấy nó khỏe mà nó dễ tiêu quá, nhờ cái tiêu nó cay các bạn, rồi thêm mấy cọng hành, quả trứng nữa, thì cái cơm luộc thì nó cũng giống như vậy các bạn. Khác có cái là mình luộc bằng cơm, mình nấu bằng cơm chứ không có nấu bằng từ hạt gạo, thì cái này thì nó tiện hơn để mình dùng trong cái buổi chiều hôm nay các bạn. Mình cũng chia sẻ các bạn là cách làm cái món cơm luộc này, nó rất là đơn giản, nó rất là lẹ. Thì cơm đã có sẵn ở nhà rồi, đồng thời là cái trứng này thì mình cũng mua để dành lúc 5-3 trứng các bạn. Thì trứng này thì ăn thì nó cũng rất là bổ, nhưng mà lớn tuổi ăn nhiều cũng không tốt các bạn, nó khó tiêu quá. Cho đó là mình dùng một trứng thôi. Mình chờ nước sôi mình sẽ bỏ cơm vào mình luộc các bạn. Trong khi chờ đợi mà cơm nó luộc cơm á, mình sẽ tranh thủ mình đi ngắt mấy cái đọt hành với mấy ngọn rau húng lủi á. Đúng ra thì ăn với hành không cũng được rồi các bạn, không cần cái rau, nhưng mà sẵn nhà mình có trồng những cái rau húng á, mình bỏ vô cho nó thơm thơm. Cái này mình chờ cho nước nó sôi nha các bạn, nước nó sôi lên mình bỏ nửa chén cơm vào. Mình để lửa nhỏ thôi các bạn, mình cho nó riu riu, nó lột cái cơm của mình nó nhừ ra giống như là cháo vậy đó. Bây giờ mình đi tranh thủ mình ra cái đám rau các bạn, mình ngắt mấy cái cọng hành với lại mấy cọng ngò. Đây có mấy cái rau húng lủi nè, với quế.
Cái món này thì chủ yếu là mình ăn với hành thôi, tại vì mình muốn thêm cái mấy cọng thúng lũi này cho nó thơm thơm. Lộ khi nào mà thấy cái hạt cơm nó nhừ ra đó các bạn, nó giống như cái nó thành cháo đó, thì được. Thì thay vì mình dùng dao mình sắc cái hành ra, mình dùng kéo, mình kéo các bạn. Mình cho cái một cái quả trứng này vô cái tô này trước các bạn, với hành. Mình không có cho vô cái nồi này thì nó sẽ chín, nó không có thơm. Mình xong rồi mình sẽ đổ cháo vô đây thì nó sẽ thơm hơn. Đó, mình đập quả trứng mình bỏ vô đây nè các bạn. Tiêu này mình sẽ bỏ sau. Cho vào tí bột ngọt nha các bạn. Tùy theo các bạn ăn thích nhiều thích ít gì, các bạn có thể là mình bỏ nhiều bỏ ít thôi, nhưng mà mình thì bỏ ít thôi các bạn. Mình bỏ nhiều quá mình ăn nó tăng cái miệng các bạn. Đây là cái chai nước mắm. Nước mắm này, nước mắm nhĩ các bạn. Mình nêm với, chứ không có dùng muối. Dùng nước mắm thì nó thơm hơn. Thì nước mắm nhĩ thì nó cái vị nó thơm đặc trưng, nó ngon hơn cái nước mắm kho. Còn đây là cái hủ tiêu. Tại vì cái món này là cái món ăn giải cảm, thành ra mình chỉ đơn giản vậy thôi, chứ mình không có cần mà thêm thịt thêm đồ. Nếu mà bình thường thì mình ăn mình có thể là thêm cái thịt hầm này vô cũng được các bạn. Là thành một cái tô cháo thịt heo. Tùy theo món nha các bạn.
đó. Bây giờ mình sẽ chờ cái cháo này nó nhừ, cơm luộc này nó nhừ các bạn, mình đổ vào tô là mình có thể sử dụng ngay. Trong khi mình đợi cháo nó nhừ á, mình pha trà các bạn. Mình ăn xong rồi mình sẽ uống một cái gói trà xanh nè cho nó mát. Trà này nè mình sẽ ăn xong rồi mình mới pha cho nó nóng các bạn. Trong cái ly này là cái ly giữ nhiệt. Cái cơm luộc này các bạn, đặc biệt cái cơm luộc này thì nó cũng hơi khác cháo một tí xíu, là khi mà nó nhừ ra đó, cái hộp gạo, hộp cơm mình nó sẽ nở bự ra, nó búp ra nó rất là mềm, nhưng mà nó không có tan hết cái hạt cơm của mình, nó vẫn còn giữ là cái hạt cơm, mà cái nước cháo nó cũng vẫn là có nhựa giống như là cái cháo mình nấu bằng trực tiếp bằng gạo. Do đó thì các bạn ăn thì nó cũng sẽ tương đồng với các bạn nấu cháo thôi. Nhưng mà khi các bạn nấu cháo á, thì cái lượng mà gạo mà các bạn bỏ vào, các bạn không có canh quen á, thì nó không có vừa một tô, có thể là nó dư hoặc là nó thiếu. Thì mình nấu cái cơm luộc này mình canh nửa chén cơm là vừa một tô cháo mình ăn thì nó rất là vừa các bạn. Cho thật nhừ ra các bạn mới ngon. Thì tùy theo các bạn thích ăn nhừ thì mình nấu lâu một tí xíu, nhưng mà mình ăn như vậy là cái theo cái khẩu vị mình ăn nó vừa rồi các bạn. Thì mình tắt bếp. Tắt bếp các bạn. Thì cái xoong cháo mình đã nhừ hết rồi, mình đổ trực tiếp vô cái tô các bạn. Thì cũng tùy theo các bạn là có thể là ăn đặc hay là ăn nó lỏng thì các bạn làm nhiều nước một tí xíu, mình thì thấy ăn nó đặc đặc đó, trộn lên các bạn, trộn đều lên. Thì cái cháo dễ cảm này hành nhiều chừng nào tốt chừng đó các bạn, ăn là nó mới bực mồ hôi ra được, rồi nó mới người mình nghe nó khỏe. Thì cái nước mắm này cũng vậy các bạn, thì các bạn nêm sao vừa ăn cái khẩu vị của các bạn thôi. Cho nước mắm vào các bạn. Thì từ từ mình cho nó vào, mình trộn đều lên. Khi nào mà mình thấy nó vừa ăn thì thôi, còn lạc thì có thể mình cho thêm. Mình nếm thấy vừa ăn rồi các bạn, bắt đầu mình cho tiêu vào. Tiêu này là mình cũng cho nhiều luôn các bạn, cho nó cay. Đây các bạn, tiêu này thì cắt vô thoải mái, không có sợ lố các bạn. Mình trộn đều lên luôn. Ừ, đã lắm các bạn. Mình cho cọng rau này vô cho nó đẹp đẹp. Đó. Các bạn thấy sao? Cái cháo này rất là chất lượng. Rồi mình đem ra bàn có thể là bắt đầu thưởng thức các bạn. Nóng quá các bạn ơi, chắc có lẽ mình tắt máy. Tắt máy mình sẽ đem ra. Đây, mình có tô cháo rồi đây các bạn. À, có tô cháo ăn buổi chiều các bạn, trời đang rất là dịu mát do là mưa đột ngột các bạn. Khi trời thay đổi đột ngột thì nhiều khi mình thấy con người mình nó khó chịu. Các bạn thấy tô cháo rất là hành tiêu đầy đủ nè. Rồi mời các bạn dùng với mình cháo giải cảm nha.
Này là món cơm luộc các bạn, chứ không phải là cháo. Cái mùi hành nó thơm các bạn, cái tiêu nó cay. Cháo thì mình có nêm một tí xíu bột ngọt á, cái vị nó cũng đậm đà. Mình nêm nước mắm nhĩ á, nó thơm. Có một quả trứng nữa là nó béo béo các bạn, ăn rất là đã luôn. Nóng lắm các bạn. Ăn hút nghe rọt rọt mới đã. Thực ra thì cái cơm mình luộc ra thì nó cũng nhừ. Cái nước cháo nó cũng ra là rất là có nhựa các bạn. Ăn nó giống như là mình nấu cháo thôi chứ nó không khác gì hết. Cháo bắt đầu đổ mồ hôi rồi nè các bạn. Này nó hơi lạc chút xíu. Cho thêm một miếng nước mắm nữa. Nó hơi lạc chút xíu các bạn. Mình sẽ cho thêm một chút xíu nước mắm. Cái nước mắm này là mình dùng để ăn sống á các bạn, mình không có chế biến, không có đâm chua ngọt á, không có đâm tỏi đường vậy các bạn. Để dùng những cái món nào mình ăn khi bằng nước mắm y á. Đậm đà quá các bạn. Mời các bạn dùng cháo vui vẻ với mình nha. Cháo này mình ăn phải nhanh nhanh một tí xíu nữa cho cái cơ thể mình nó tót ra một cái lượng mồ hôi á, máu huyết nó lưu thông với nhau, nó sẽ giải được cái cảm thương hàn các bạn. Tùy theo món, có món mình ăn chậm rãi nó mới ngon, có món mình ăn phải nhanh. Món cháo thương hàn này ăn phải nhanh các bạn, cho nó sức mồ hôi ra. Mồ hôi ra trên trán nè các bạn. Cái hành mình trồng á, mình mới hái vô nó thơm lắm. Nó thơm hơn cái hành mình mua ở chợ. Hành ở chợ nhiều khi nó qua 2-3 ngày các bạn, cái mùi thơm nó không bằng nữa. Ăn xong rồi uống một ly trà sâm. Tốt mà thôi à. Trời nó mát nhưng mà không có gió. Nó không có gió các bạn. Cái đó thì nó cũng không có nóng nhưng mà nó cũng không được mát lắm. Mình ăn trong mình sẽ mở cái quạt máy. Chứ cái này mà vừa ăn vừa mở quạt máy thì nó cũng không có tốt. Đã quá các bạn. Một lô cháo như thế này mình ăn mà vừa no vừa đủ dinh dưỡng á.
là cái quả trứng gà các bạn. Một quả trứng gà nó đạm nó nhiều lắm. Hôi nó tuôn tuôn ra. Hành với tiêu nó cay á, mình ăn vô cái sức cạn mồ hôi luôn. Xong rồi các bạn ơi, giờ lau mồ hôi. Cái hành với cái tiêu á, nó làm cho ấm bao tử. Rồi dẹp đi, pha cái ly ăn xong nãy giờ rửa chén rửa bát mà mồ hôi nó cũng vẫn tiếp tục tuôn ra. Nên mở cái quạt cho nó mát. Cái quạt này mình để di động ngoài trời các bạn, để suốt. Rồi mời các bạn uống trà sâm với mình nha. Nóng lắm các bạn. Nóng khổng mở luôn. Mình không hiểu sao cái cây nóc này nó giữ nhiệt tốt ghê. Nó giữ nhiệt khoảng 30 phút các bạn. Nếu mà mình pha một ly cà phê đen nóng mình uống là vừa luôn á, nó không có nguội. Còn mình dùng cái ly thủy tinh mà mình chưng trong cái nước sôi cũng vậy, nó cũng nguội rồi các bạn. Mà cái ca này sao nó dày lắm. Nó giữ nhiệt tốt. Lúc đầu mình nghĩ là inox thì nó giải nhiệt lẹ hơn cái thủy tinh, nhưng mà thật ra thì mình sử dụng mình thấy nó là tại sao không biết lý do gì mà nó giữ nhiệt tốt hơn, mình cũng chả hiểu. Ca này của Mỹ các bạn, mấy chục năm mà. Nhập qua năm 1966 á, để phục vụ cho lính Mỹ các bạn. Trong mấy cái căng tin, mấy cái câu lạc bộ của Mỹ hồi xưa đó. Cho những cái sĩ quan người ta ở những cái tiền đồn nữa các bạn, ta sử dụng cái ca này nè. Thôi clip tới đây kết thúc các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video cuộc sống đời thường solo của Nguyễn Hoàng Bá nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn trong những cái video tiếp theo. Mình sẽ gửi đến các bạn những cái clip đi du lịch, bảo dưỡng xe, cuộc sống hàng ngày của mình. Rồi, chào tạm biệt các bạn.